Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của TVH Audio nha. Hôm nay thì rất là vui mừng lại được giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả quý là bên em. Bên em lại vừa nhập được hàng mới các bác nhá, Nex FX8. Con này thời gian vừa qua thì đã chiếm được rất là nhiều cái sự tin yêu và ủng hộ của các bác yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc. Con này thì sang đến năm nay thì họ làm cái hộp mới, họ làm cái bìa bóng này, số series mã vạch này. Con này là hàng chính hãng luôn các bác nhá. Hàng chính hãng luôn, có tem QR này, và tem cào để kích hoạt bảo hành điện tử các bác nhá. Hàng chính hãng luôn. Còn các bác nào mà bảo con này mà không phải chính hãng thì đến đây kiểm tra để tặng luôn cho một con hàng về nhá. Hàng bao chính hãng, bao zin, bao xịn luôn. Hàng mới nguyên hộp, cái này thì bên DVH là đang cung cấp và bảo hành 1 năm các bác nhá. Hàng chính hãng bảo hành 1 năm. Lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên. Nó thật là cái hình thức bảo hành mình đưa ra gọi là cho khách hàng an tâm thôi, chứ nói thật là em bán con này rất là nhiều rồi và cực kỳ ít gặp cái trường hợp lỗi. Chỉ có khách về rồi kiểu không biết cắm thì không kêu rồi, chứ còn con này thì em bán là gần như là không lỗi bao giờ cả các bạn nhé. Mặt mũi thiết kế thì cũng như năm ngoái thì cái nét thiết kế nó vẫn vậy, và sang đến năm nay thì họ làm cái hộp nhìn trông nó đẹp hơn thôi. Còn ruột máy các cái chức năng thì vẫn được giữ nguyên các bác nhé. Để quay ra mặt sau máy cho các bác xem một chút này. Đây là mặt sau máy ạ. Các cái jack kết nối này, các cái jack kết nối và các cái chức năng thì vẫn được giữ nguyên các bác nhé. Con này thì chắc chắn là rất nhiều bác đã biết về nó rồi, nên là em cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều thêm nữa phải không ạ? Con này hàng chính hãng luôn, cơ bản gọi là làm clip này gọi là quay hàng cho các biết là mới có hàng, mới nhập về các bác nhé. Tem chính hãng này, tem QR này, hàng chính hãng luôn. Con này thì phải nói là cái chất vang nhại của nó ấy, tuy là nó chỉ có echo thôi, nó không có reverb, nhưng mà được cái echo của con này nghe nó dẻo cực kỳ luôn. Con này echo nghe rất là dẻo và tiếng nhại hay. Thì hiện tại thì em đang phát nhạc qua bluetooth nhá. Đây nó đang có cái đèn BT đang nhấp nháy này, vặn một tí volume lên nhá. Đây nhá, em đang phát nhạc ở trên điện thoại này. Đấy, rất là tiện. Con này thì nó có kết nối cả cổng quang này, USB này, Bluetooth này. Nói chung là tất cả các cái kết nối hiện đại nhất bây giờ thì nó đều có USB, Bluetooth, cổng quang, rất là tiện lợi. Đấy, các bác có thể phát nhạc qua điện thoại này. Ấn cái là dừng, ấn cái là chặn. Đấy, các bác có thể phát nhạc qua điện thoại rất là tiện các bác nhá. Rất là hay, con này hàng chính hãng bảo hành 1 năm các bác. Mặt phay nhôm rất là đẹp nhá. Bây giờ em sẽ cho nhỏ nhà đi một tí để test qua cái tiếng micro cho các bác xem. Đây, hiện tại đang sử dụng cái cây micro có dây Sufu. Alo. Đâu, chưa cắm được mic hay sao? Nào, lên. Nào, mic nào nhại này. Alo, 1, 2, volume hơi nhỏ. Nào, lên tí volume nữa nhá, cho mic nó to lên nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì các bác có thể thấy là cái tiếng nhại của con này này. Cái tiếng nhại của nó, cái đuôi nó rất là dẻo, đuôi nó hát nó dẻo dạng kiểu như là cái âm ly Jaguar ngày xưa, âm ly Jaguar 203 ngày xưa, nghe nhại dẻo hay cực kỳ luôn. Này, cho thêm một tí nhại nữa các bác nghe cho nó rõ rệt nhé. Thêm một tí nhại và một tí volume mic nghe cho rõ rệt. Alo 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Cái nhại của con này nó cực kỳ thích hợp với những cái dòng nhạc dạng kiểu như là nhạc dân ca trữ tình ở Việt Nam ấy. Các bác mà hát hát nhạc vàng, nhạc bolero mà hát bằng cái chất nhại của con vang này thì nghe nó cuốn nhạc, nghe nó hay cực kỳ luôn. Thì trước đây thì em đã có clip em hát test thử ở cái con vang này rồi. Thì hôm nay thì nó thật là cái điều kiện thời tiết nó cũng mới trở lạnh, nó cũng không ủng hộ cho cái việc hát hò lắm, nên là hôm nay em chỉ làm clip gọi là giới thiệu với các bác, là thông báo cho các bác biết là hàng mới về, để các bác nào mà đang quan tâm cái sản phẩm này thì chủ động alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Bây giờ thì em sẽ lên một tí nhạc nữa. Con này nghe nhạc được, cái nghe nhạc cũng hay luôn, nghe nhạc qua bluetooth của nó cũng rất là hay. Ok, bây giờ lên volume nhá, lên volume nhá.
chứ một chút gọi là nhạc sập tình cho nó vui vẻ thôi. Ok, các bác mà đang quan tâm về cái dòng sản phẩm Vancouver Next Epic 8 này thì vui lòng alo, nhấc máy vào alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Con này thì hàng chính hãng và với một cái mức giá nó rất là phải chăng thôi, ai cũng có thể tiếp cận, ai cũng có thể mua được các bác nhá. Với một số tiền bỏ ra nó chỉ nho nhỏ thôi, các bác đã có thể sở hữu được một sản phẩm chính hãng các bác nhá. Các bác lưu ý đây là một sản phẩm chính hãng ạ. Dùng hàng gì thì dùng, nói chung là cứ hàng chính hãng mà chơi các bác, dùng bao sướng luôn, bao sung sướng. Và về cái chất lượng sản phẩm thì hãng thì luôn luôn là hàng đầu rồi các bác. Và về cái vấn đề bảo hành bảo tỏi thì bên hãng thì nói chung những hàng hãng thì họ làm nó uy tín lâu dài, chắc chắn là sẽ không để ai phải thất vọng về vấn đề bảo hành các bác nhá. Đấy, các bác mà có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Clip này thì em chỉ làm ngắn gọn vậy thôi để thông báo cho các bác biết là cái sản phẩm này nó đã có hàng trở lại. Và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Các bác vui lòng alo trực tiếp cho DVH nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.